Xin chào tất cả anh em nhé, mình là Romain. Và trong clip này mình chia sẻ một cái thủ thuật nho nhỏ để chúng ta khi render clip cho phần mềm Adobe Premiere hoặc là phần mềm dựng phim Adobe After Effects. Thì thông thường một cái project sẽ cần chúng ta khi xuất ra cái file clip cuối thì chúng ta sẽ vào file Export Media hoặc bấm tổ phím Ctrl M để ra giao diện này. Chúng ta sẽ thiết lập các cái như là định dạng này, nơ lưu này, đó, nơ lưu ha. Rồi. Chẳng hạn thế. Rồi thiết lập các cái bitrate các thứ, tất cả các thứ xong thì chúng ta sẽ ấn nút export. Thì lúc này thì nó máy tính chúng ta sẽ render ra clip cuối. Cái nhược điểm của nó là máy tính của chúng ta sẽ hoạt động hết công suất. Thứ nhất, thứ hai là cái toàn bộ cái Premiere nó khóa lại không chúng ta làm gì cả. Kể cả chúng ta ấn tạm dừng không được luôn, mà chỉ có nút cancel thôi là hủy bỏ. Thì cái nhược điểm này sẽ được khắc phục bằng một cách là chúng ta sẽ ấn vào nút Queen. Queen thì nó sẽ tự động đẩy sang một phần mềm mới có tên là Media Encore. Đây là phần mềm xây dựng của hãng Adobe, nó thiết kế riêng để render các cái project từ AE hoặc là từ Premiere. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng phần mềm CC 2018 ha. Đây là đưa vào cái vòng đợi. Thì các bạn có thể thấy ở đây những clip mình đưa vào đây thì nó mang toàn bộ thông số từ cái phần mềm kia qua. Các bạn có thể chỉnh lại ở trong này theo ý các bạn ha. Và ở đây các bạn thấy quăng nhiều project. Đấy, đấy. Sau đó chúng ta ấn nút play. Play như này để nó tiến hành render. Và khi mà render như thế này thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Một là chúng ta có thể tạm dừng này, pause lại và play tiếp theo nếu chúng ta tiếp tục. Đấy. Hai là chúng ta có thể stop. Ba là chúng ta có thể thêm nhiều cái vào trong này và nó làm tuần tự. Và khi mà chúng ta render thì cái phần mềm PCC chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm việc với nhiều project khác nhau, tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi. Đấy là cái cách mình thường làm, thì mình sẽ làm vài project một lúc và chúng mình quăng vào đó và mình cho nó render, mình đi ngủ, hôm sau mình ra mình lấy file thôi. Đấy, một chút chia sẻ của mình về cái cách render video cho nó tiết kiệm thời gian và tận dụng hết tài nguyên của máy. Có thể cái mẹo này nhiều bạn biết rồi, nhưng mà mình vẫn làm clip này chia sẻ cho mọi người, hy vọng ai mà chưa biết thì cũng có thể làm áp dụng. Cuối cùng chúc các bạn sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Tạm biệt và hẹn gặp lại những clip lần sau. Bye bye.